Hiếu xin chào quý bà con. Thì trong hôm nay đến hết tháng 7 thì Hiếu sẽ tri ân cho bà con là khi bà con mua 10 chai Glufades 200ml của Ba Con Cò thì Hiếu sẽ tặng ngay cho bà con một cái thùng đá 7 lít. Đây mọi người, thùng 7 lít ha. Đây. Thùng đá này thì bà con có thể dùng để làm trà đường hay là đựng đồ đó, đi du lịch các kiểu đều rất là ok. 10 chai thì bà con sẽ được tặng ngay một cái thùng đá. Rồi. Cái sản phẩm Glufades thì đây là cái sản phẩm mà quản lý cỏ của công ty Ba Con Cò. Cái độ tinh khiết nó rất là cao, và khi bà con phun á thì nó quản lý hầu hết các nhóm cỏ kháng trong ruộng và trong vườn của mình. Cỏ mần trầu, cỏ chỉ, cỏ chanh xài rất là ổn ha. Và một chai như vậy thì bà con sử dụng cho Hiếu là 5 bình 25 lít. Mùa mưa cỏ vẫn chết đẹp. Rồi. Thì lúc trước á thì mình ra cho mọi người giá 130, nhưng mà hôm nay vẫn giá đó mà bà con mua 10 chai thì sẽ được tặng ngay một cái thùng đá 7 lít ha. Ngoài ra thì hôm nay mình chơi lớn luôn, miễn phí ship cho bà con luôn. Rồi. Bà con nhanh tay đặt hàng ha, thì chương trình này nó chỉ kéo dài từ đây đến hết tháng 7. Và Hiếu xin chia sẻ luôn cái thùng đá này á, là trên thị trường á, thì nó trị giá là khoảng 120.000. Rồi. Bà con mua 10 chai được tặng một cái thùng đá mà còn được miễn phí ship nữa, quá ngon. Bà con cần sản phẩm thì cứ liên hệ Quỳnh Hiếu nha. Rồi. Hiếu xin chào.